Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng The Anh LDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Roboty, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dàn mới nhất mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án GameFi FOTA. Tham gia vào dự án hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ pool giải thưởng là 50.000 token FOTA. Để tham gia vào dự án thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter, Google. Chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta sẽ follow những kênh mạng xã hội Twitter. Các bạn mở hết ra Twitter ra làm nó nhanh. Có cả nhiệm vụ retweet đấy, có 2 nhiệm vụ retweet. Thì anh em nào ai rốt thì anh em cố gắng sắm cái máy tính mà làm nó nhanh hơn nhiều, tốc độ hơn nhiều. Và nếu anh em ABC thì nó cũng sẽ ngọt hơn nhiều. Đấy, các bạn thấy không ạ? 4 nhiệm vụ mình làm chỉ một lượt là xong cả 4 nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta join vào kênh Terra. Chúng ta nút join. Tiếp tục điền username của kênh Terra. Join tiếp một kênh Terra tiếp theo. Hoàn toàn tương tự, các bạn cũng sẽ điền username kênh Terra. Địa chỉ ví 20 các bạn dùng ví ETH ở trên Genesis Wallet hoặc MetaMask, cho ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó bạn quay trở lại còn paste vào. Cuối cùng các bạn sẽ có link dép và các bạn có thể dùng link dép chia sẻ về thân dép chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án GameFi FOTA. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.